bán cây hoa trà bạch Hình ảnh các bạn đang nhìn là các cây trà bạch cổ Cây trà bạch ta nhé bạn nhé Không phải cây trà tàu đâu ạ Nữa nữa là các cái cây này rất là đẹp Có cái độ thoát thân một chút nhất định Cây hoa trà bạch thì nó thường nở sớm hơn là trà thâm hồng bắt diện ạ. Trà Bạch thời điểm bây giờ đang là ngày 19 tháng 11 dương lịch và nó đã bắt đầu nở hoa rồi nhé bạn nhé. Đấy, đây là các cái bông hoa của nó. Bông hoa trà thì từ lúc nó nở cho đến lúc nó rụng hết các cái cánh khỏi cái bông cái cây cành hoa thì nó dao động vào khoảng tầm 2 tuần bạn ạ. Các bạn có nhu cầu mua các cái chậu trà bạch rất là đẹp như này, đặc biệt là nó còn có một chút thoát thân thì vui lòng liên hệ một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhé. Đấy ạ, đây là cái độ thoát thân của nó. Và cái gốc này nó cũng khá to, nó to hơn ngón tay cái bạn nhé. Đó, chiều dài của nó thì chắc khoảng tầm 10, 10 cm. Cái đoạn chiều dài đoạn thoát thân ạ. Đây là hình ảnh những cái cây trà nữa. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu cây trà rất là đẹp như thế này. Thì uh, vui lòng ủng hộ giúp cho nhà mình nhé. Ngoài cái hàng trà bạch mà thoát thân thì nhà mình còn có các cái cây trà bạch mà bụi Cây trà bạch bụi thì nó sẽ um hơn các cây thoát thân như thế này Cây trà thì nó không ưa nước nhiều lắm đâu Cho nên là các bạn để khi nào mà cái mặt đất nó khô khô bạc bạc Màu trắng trắng giống màu cát thì các bạn hãy tưới Chứ đừng có ngày nào cũng tưới thì nó sẽ không tốt cho bộ rễ của cây trà bạn nhé Ngoài việc bán qua điện thoại thì nhà mình còn có bán các cây trà này trực tiếp tại website và trên các trang thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki và Sen Đỏ. Các bạn có thể tìm tên shop là nhà vườn Hulachi và mua hàng ủng hộ giúp cho nhà mình ạ. Cảm ơn các bạn.